Thế nhà mày ở đâu cơ? Tôi ở bên kia, tôi đi sang nhà anh Doanh. Anh vợ anh ung thu. Anh nào? Ở cái đoạn là cái đoạn nhà thôi, thôi tốt nhất là đi về 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 đây mọi người lên để mọi người bảo thông báo mọi người về đi, bà Minh và có vấn đề. Thế sao con lại đi lên xe của bé? Ở đây rồi. Bà bảo chở con đi mua kem á. Ừ, thế có thế đây, bà, cả đây rồi. Bà đã mua kem cho con chưa? Ừ. Con bà này mua kem đâu mà bà kia khổ lắm. Thôi thôi, bác cứ đứng ở đây. Bác cứ đứng ở đây. Bây giờ này bây giờ này ông anh Phước này, anh hộ em cái đưa anh với chú Phong đưa bà này về để cháu chở em chở cháu nó về nó khỏi khỏi nắng nhá. Không phải chưa phải ăn để chúa bà lại đấy đây rồi chúa bà lại thì nó cụ thể vậy cứ kẹp tao nó nắng nghe cháu chụp ảnh đâu đây này chụp ảnh quay phim cả đây rồi không cháu tao ngồi lên đấy. Đấy, bà này đã xuống đò lúc 11 rưỡi. Anh nghe cho cháu nó lên xe máy thôi mà trở về đi con bé ấy. Hả? Quỳnh xuống đây chú chở. Chú đi em chụp ảnh thôi. Chú đây đây cháu trở về. Cháu lên xe máy, cháu lên xe máy bác trở về nha. Đi lên ngồi chú trở về kia. Ai kiểm bà kia đi. Đấy anh xuống rồi.